Còn đây là ngọn cây gì? Cây mâm xôi ấy. À. Dòng suối đẹp tuyệt vời. Cây mâm xôi vừa nhìn thấy mấy cái ngọn này ăn được. Bẻ bẻ cái ngọn to kìa. Vừa tới không? Không được, không tới. Nhìn sang đây đi, anh nhìn sang cho. Đi cầu này cũng nguy hiểm phết đấy. Anh cầm lên rồi đấy. Hải ơi, bẻ lấy cái ngọn kia, à, quên không cầm con dao. Dao dậy để em đi làm bẻ thôi. Chắc nó sẽ có ngọn to hơn đấy. Cái mâm xôi này là ngoài ăn quả ra cái thân ngọn nó ăn rất ngon nhá. Có một con bướm bướm rất đẹp này. Anh ơi, đến đây thôi, không sao, cắt được đâu. Không sao. Này sẽ có rất nhiều cây mập nữa. Mâm xôi. Con bướm bướm to đẹp nhỉ. Quả bị vặt hết rồi sao đây, toàn cuống đấy. Quả khi mà hết rồi. Ở đây có cây lạc tiên này. Đâu? Không nhầm gì phải. Nhìn thoáng thoáng này. Đâu? Anh để vào xem. Rất nhiều chùm quả không. Cái này có đây. Ôi, cái này là gì? Không phải. À, nhìn nhầm cái cây hoa kia. Là tiên hay mọc những cái bụi cây này lắm. Nó hầm mọc lẫn đây mà. Đây quả đây. Quả gì? Quả này này. Quả bông xôi á? Ít. Cái đấy đi qua đằng kia thì thấy nhiều quả lắm. Đây. Được mỗi quả này. Có quả nào cho em xin quả. Mâm xôi. Anh à. Ơi, ăn quả mâm xôi không? Đây mâm xôi đây. Ăn cả cái ngọn này thử xem nào. Ăn được ngon lắm, em ăn hôm nọ rồi đây. Đi vào nắng nắng gặp được mới thích. Cái đấy nhìn thì tưởng là cây lạc tiên, nhìn cái ngọn ngọn. Cây mâm xôi này rất giống cây lạc tiên. Nó khác nhiều chứ. Lá khác nhau, cây thân cây khác nhau. Lá mâm xôi, lá tiên, lá tiên nó giống giống. Suối. Đó, cho em cứ trả. Đây. Ăn cứ chua đi anh. Ừ. À. Còn đây là gần chín. Bỏ cuống nhé. Rất nhiều quả này. Ngon không? Cái này không bằng cái cây ở vệ đường anh ạ. Cây vệ đường quả nó to to, ăn cả nhai cả cái hạt. Ông bỏ với anh à. Em biết rồi. Ông còn ông này nó chích chung một phát là cũng được đấy. Hành trình đi tìm cây lạc tiên. Lạc tiên trên mình đây hải. Đâu? Trên đằng chỗ Tam Dương ấy. Do người ta để người ta uống rồi. Lạc tiên bây giờ nó khó. Ừ. Quay nghịch cái thôi. Số hổ rất nhiều mà bị vặt hết rồi. Hoàn toàn cuống. Đây.
toàn là bị vặt mất rồi. Chứng tỏ là ai cũng thích ăn quả này rồi. Tiếc kìa. Ngỗng này. Đây như này. Nhưng mà bị ăn hết rồi. Rất nhiều. Toàn là bị vặt mất rồi. Này chưa vặt này. À đấy. Ngon quá. Rất ngon. Cái này thì hơi xanh. Hoa mua. Hoa này tên là gì? Ké. Hoa ké nha. Trinh nữ, nữ rất nhiều. Hoa ké đẹp không? Tìm được một quả mâm xôi đó. Ơi có cu đâu ấy nhỉ? Đây, suối, ra suối. Lúc không thích thì lại gặp. Mà trên đường đi học ra nhìn đôi cô gái nó bay qua ngang gần đơn vị mình. Cái này nhìn giống cây bồ bồ nhỉ. Đi qua cầu, đi qua cầu. Khó đấy, cá bóng buổi tối thấy. Thôi, kết thúc rồi nha. Chào mọi người.